Hello anh em, mình đây. Hôm nay mình tiếp tục làm bài bằng game như mọi khi nhá. Mình luôn luôn nha, lại là mình đây. Ta tiếp tục đưa ra chương trình để cái chủ đề chính cho anh em nhé. Bùng nổ, bùng nổ, bùng bùng nổ. Thật sự là bùng nổ. Bùng nổ các bạn có một gì mình không biết nha. Hello anh em, chào mừng anh em đến với video tiếp theo của mình. Mai là đến với đấu trường trong mấy nhá. Mình là Ashley đây. Vô vô nào mọi người. Nếu mọi người thấy hay thì cho mình một like, subscribe nhé. Cảm ơn. Cảm ơn có lấy được tấm một không? Đừng mất mặt. Chắc với mình cảm thấy mình rất là nói với con lý này. Và sau này tôi và anh mình được đi em thì mình được rồi sẽ nói anh thì nó mạnh không? Ừ, thì to rồi. Vô anh ơi. Vô. Get vô, get vô. Bắt đầu. 6 6 người cùng team nhưng top 1 top 2 thì để người ta. Có lý do chúng ta là đâu người nói. Tuka Heron anything. Ai đâu kiếm lời nhá, đi trên này. Còn vâng, trở lại với trận đấu. Trận đấu đang anh em đang tìm giải. Được 52 ngay rồi. Nhưng mà chưa có đối thủ. Nhưng thực ra ở đây đồ của trận này khá là ngon cho anh em. Vì vậy anh em sẽ chơi thật lâu đấy. Tân phở gà rồi, Tú Ca là một đấy. Từ Sama, từ Như, ta cầm một cốc đó là đang ba người khó thử ít nào. Từ đó là vậy. Đoán thì được, anh sẽ đoán vào đi tôi đấy. Ui dồi, anh ghét chơi gì vậy? Chúng ta đã có một đứa ngon. Đội quần. Và anh Eros anh ta đang tham dự thiên về thưởng long đáng sự thiên cái mẹ ấy thưởng long mà chắc chắn rồi à theo như một lời của tuyển thủ đã thiên về chắc chắn Eros có biết anh là chơi cái ba người mẹ nhé. Đúng rồi, đúng rồi. Lần lên tháng
khó thử luôn. Đấy, từ giờ em sẽ tìm tập trước vài người cái lọ tên phải. Bắt đầu vào vị trí, không biết cơ. Để đó đầu tiên chúng ta phải gặp ai đây? Mấy người bắt đấy, có thể là gặp thanh dữ và vôi. Khi học chưa? Dùng lọ vôi. Rồi phải đi tên phải. Đang bảy ở đây, chúng ta anh em cũng có trường ra ngoài. Rồi ừ, trường sao mà quẩy ba con hai sao rồi, quẩy tiền đâu ra lắm vậy ông nội? Ai à? Nói nhận được tướng một tạng lên hai tạng hai sao đấy. Nhà con lấy, nhà con lấy mình. Ừ, hai sao cho mình chết. Tôi mình có thể chấp nhận được. Anh như kim như ta đang chơi cung lắm, kiểu có từng bài mới ăn khi được view á, khi được view là đi chơi cung lắm. Không, nãy ra anh tên của gái gì? À, chú lên, chú lên, chú lên nha. Anh làm việc rõ ràng được nhé. Đúng rồi. Anh là ai chơi Tên cao họ bận giật mình quá. Vladimir Putin. Quá là đơn giản luôn.
ba la ừ, bà châu chứ bắt sư bắt thủ bà châu lắm châu nè con vũ có người mà thua đạt vốn là đại xã hội mà chơi là chúng tôi giấu rồi chơi chúng tôi giấu rồi chúng tôi giấu rồi hôm nay khi mình quay bình luận thế thôi có gì vẫn thì nhà bên con nhỏ tại con phải thăm thật đấy luôn cái đồ một chiếc có gì vậy à tối đồ luôn còn một cái đồ này được luôn này quá lấy lúc đầu phát cho mình hai triệu thôi à chúng tôi chắc là chúng ta bảo để con ba mươi lưu tại vì bà đã các đồ một chiếc xe chơi mua đầu nghe lại sao đạt phần năm không được chết nào luôn đã lên được chắc chắc đường đó mình được con phan cơ con chuyển nhân sự. Quá, cái chuyển nhân sự là nó có mất mất gấp đôi máu quá. Thay được một con mới có gì đâu. Anh cốc đỏ hình như. Thôi, anh đừng có lột ở nhà tôi, tôi biết cái gì.
Thật sự rất là nghèo anh ạ. Là có cái món đồ gì cả. Anh có 50 mấy tiền rồi, 50 mấy tiền là giàu rồi. Đó là ăn vui gì? Ăn là gì đấy không phần là thích đỏ. Đấy là biết cơ ra này thì cần cốc xanh và cốc đỏ thì bắt cốc đỏ cũng hơi chậm giờ rồi. Còn lấy là bạn đã chẳng còn vui rồi. Đấy là bản thân là đồng ý. Thế? Cái gì vậy? 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 Ok, như thế tôi là tôi đó. Có bài rồi. Có bài. Có bài. Có bài. Có bài. Như tôi là như tôi. Như tôi. Má, trời mạnh quá. Há thì đổi như tôi. Có quyền này. Có hay là ẩm chứ. Như là tôi thế. Không cần. Nhưng mà con đều cố hết sức để lấy những cái gì.
chị này. Thế là một chiếc Wonderful.
Anh em mạnh quá. Bán này ạ.
Kazuma đang đứt, bắt hai rồi ạ. Kazuma có luôn.
Facebook
Đấy rồi, thì chúng ta cần chúng ta lên rồi. Mặt hai 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 Đây là cái đường. Tiếp tục cho con dân hoa. Sao lại tôi mình đủ cho nó này.
cạnh người ta cung. Mặt quá ngon. Quá ngon cho cục thịt. Hay là một cửa khẩu 213. Rất tuyệt hình chị. Ok. Thôi chẳng hạn có một tình yêu anh em khi nghĩ qua là gì đâu. Đau lòng quá. Tôi bảo thống, không biết là anh mới được bài. Mát ra, tớ bây giờ hàng với anh chứ được chứ. Now we shall gluttonize. Nghe đọc chát đi, nghe đọc chát đi. Cái gì vậy? 6-7-8. Đó là một cái tài. Không, không ạ. Để tôi đi. Quá chưa đi vậy? Bà nước à, tôi. Chết à. Sao mình bị không chơi cái này được không? Ủa sao nãy vô anh thắng cái rồi hình không muốn hết đây. Thì để thật sự công bằng cho anh em để đặt cái chơi khoa học đi. Thôi chơi vậy đặt thêm một cái gì tất cả tốt rồi mà không cần nữa. em chơi hai lần.
không còn mầm mầm được của anh ta lại sẽ bán máu thù của anh không sao rồi anh ta sẽ bóp anh nên tìm đường quay xe đi quay xe đi làm việc đã mình cũng quay xe đi anh ta nói bút con đi học rồi cấp 1 trong tầm tay rồi. Đã nhiều hơn chị phải gọi như Thẻ an toàn rồi. Hello, các bạn nha. Nhưng anh không còn lại là những ai chỉ cấp rồi.
để đạo đi cấp thì cho đồ 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 rồi anh ghép đồ người ta ghép đổi thay. Chơi là phải cháy. Nhìn cái chó anh đi. Cô quay lại. Đứng đây luôn. À con rồng. Ừ anh này rút rút xương lột ra nào. Ừ rồi. Một là hóa thủ sáu nữa. Quá chưa bơm đồ mà đại ca Yeah, 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 y
nhắm vào mặt tụi ta thôi. Dỗ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Cái này nhắn nha, nó sẽ có một cái này để phòng dịch của bà.